Rồi này trên New Free này phi bằng yang đây bla bla bun sang khắp yên hàng lem da. Nên lem em da là yết lem tạm tan lê cơ lại tru lê tông lại rung ngốt nô cana cả đang công sản Việt Nam lại hóc ác cầm nước chả cầm mar lần trước Việt Nam bỏ buộc ta thâu cả lại cỡ bình xuân ngăn lê bình mạng pro lòng đòr prai cả nạp bun sang hóc ác cỡ rồi nô cana công sản Việt Nam như mọi gì lại giờ nên là nhận gì là lại luôn ta cỡ ta lại nước yong tới bun sang ta rọ vì lại hiếm bắc là nhiều gì hụi đã kỳ cái gì thông tăng lốc mà hạn bù đã giảm nọ nó nên cái khoa nhập bộ nhìn lại người hỗ trọng lại dài lại dừa ra máu lại đó loạn suy lại hàng lại được thuần thả đã mang nhiều tiếp tục hợp này lại tôi mở spam tôi thuần là lập spam tôi thuần lại nhớ gì lên nấu và đào sản trong lòng mạng mống lớp plus pan xăm á đăng ký chú lớp plus tôi pan có nhiều gì về mặt như do hơi thở cuối cùng sẽ cho lớn lời loại về là lại tạo bút bằng thông tin báo chí trong nước ngoài nước khả này lại rằng thư đi nhiều gì cả buộc tiền rõ lệ rõ nhiều càng ngã lệ cả buộc tiền ngã của tao lấy cần lệ tướng tướng hàng bình phù xuân ngàn mang trong nội bộ đảng có nhiều nó như càng rủa luôn nuôi lại như càng rủa sang bộ mẫu làm như loa bấy rằng mạ hệ là như loa bấy rằng gì hệ nó ra đây hiện tại như cả bọn họ nữa loa ô tới như một lời loa như bọn mình ô càng loa cái ông tô lâm này như càng mạ bùm con xăm ra này là hiện tại như mình như bút tôi đã bút bố ta mình nuôi như mạ cái tô lâm nên tâm yếu phụ sùn ngăn lu vào của mạ nên lúc nên không cần đứng cất lại sùn ngăn kẹo tới ông tô lâm này giữa cất lại đã bút mong lâu đi mong bạn có việc sĩ lật là mong bạn có việc lấy sĩ mặt đối mong bạn có việc cần lấy xuân ngân công ty này công ty đi chính thức ông tô lâm phụ ký với những càng trong thầm nhúng thì như mình thấy trò chóng dưới nấn mày màu video bé à tặng tần là nhiệt lê vệ buộc lại học viên cười doan nhiệt lê gặp lại người phụ trọng này lê thường nhiều lâu những gì là cả buộc càng phụ lâu những gì hệ dưới nó có một niềm lập trong hiếm bạn lần chờ với nào mày về xem rằng là nhiệt lê này. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Báo Nhân dân dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương cho biết. Trước đó, hôm 18 tháng 7, Bộ Chính trị cho biết ông đang được điều trị tích cực và đã phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tạm thời đảm nhiệm công tác của ông. Ông Lâm cùng tập thể Bộ Chính trị đã đến bệnh viện để trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của đảng và nhà nước, cho ông Trọng. Sự ra đi của ông khép lại một kỷ nguyên mà quyền lực của Tổng Bí Thư được củng cố chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn, vốn đã loại bỏ những quan chức tham nhũng và truy cứu trách nhiệm những nhà lãnh đạo lên tới các cấp cao nhất. Sẽ cho đến lời tạ bộ bí mang rõ cất lại tiếp cái nguyên phụ trọng cất lại nhầm một tưng cất lại bình xuân ngắn nhiều màu chim cả nhiều cạo bộ màu chim ố lệ tương mang lần lu bình nuôi tập bộ trong nội bộ các đảng đấu đá với nhau lại vững nhẹ rằng từ nhiều phù do cất lại nhiều một tưng cất lại xuân ngắn này nón lại xuân ngắn là lại bí bằng rõ từ đa nguyên phụ trọng tổ tiếp lại nhiều sự từ cự bí bình tập bộ từ xuân ngắn lệ tập phát cái đi lệ đập nặng mạng làm gì xong tới những gì hết lo nên chẳng bạc lời đại này rồi thuộc bỏ thằng ăn bình trong nội bộ đảng người nhập bộ học mạc mà anh đập được dù đã gì như lại bộ màu bộ lại đứa tuổi tra cứu cơ tự lại so bằng trong nội bộ đảng cơ nhiều xuân ngàn là buồn sản tôi sẽ coi Nguyễn Phú Trọng là lại nhiều thâu như càng rộp với mạng bồ đoá cái ông Tô Lâm này Tô Lâm tắm như bộ phun như thâu như càng mạng bồn con kẹo tới phương hướng cơ nhiều rộn về xăm mà ra đây làm việc ép đường cùng lại những bậc thầu mạ của lại mạ mà đây mạ bị buộc như mạ tô lâm đấy cả mừng đi mà nạp đồng lùm nuôi càng kê thui eo cả càng nhẹ cho cô coi tô lâm đúng không do cất là bí bang hạm a mà đặt lấy tham nhũng tham ô hơn tô lâm dạ lê trung nguyên phú trọng những bộ cất lại này lại như áp đặt với tô lâm do cất như tướng do cất như bộ tướng phạm minh chính do cất như bộ tướng đấy mình xuân phúc làm mình không cần được như tư tỏ lòng do những bộ sẽ tỏ lòng tâm ý vô như lệ trong tham nhũng trong nước Việt Nam xăm mới sẽ tỏ lòng mơ tỏ lệ tham nhũng nhiều nhất trong nội bộ của đảng do ta nhô là bộ trưởng công an
đúng rồi. Nên mà về về xem lăng mộ cái này lên này, lâu có nhiều gì, cất như tí ngạ, rõ cất như cả bụi tí ngạ, ồ, rõ này, là bụi lũng ta cất lại rằng chi tích. Rõ tí nhu, lấy tăng nữ hình cảm còn cả cái mà, xem lăng mộ. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc. Lần đầu tiên đắc cử chức Tổng Bí thư vào năm 2011, ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai 5 năm sau đó. Đến năm 2021, mặc dù đã quá tuổi và điều lệ đảng không cho phép, ông vẫn được tín nhiệm giao cho nhiệm kỳ thứ ba. Trước ông Trọng, chỉ có nhà lãnh đạo thời chiến Lê Duẩn làm Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận ở cả trong và ngoài nước, ông Trọng để lại các di sản mang tính lịch sử. Chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông đưa tới những xáo trộn chưa từng thấy ở thượng tầng chính trị Việt Nam. 7 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, trong đó có 2 chủ tịch nước và 1 chủ tịch quốc hội, đã buộc phải thôi chức chỉ trong 2 năm gần đây. Nhưng ông ra đi để lại một sự nghiệp dang dở. Vấn đề về nhân sự, ông cũng mong muốn là tìm được một người. Bởi á, lùm nuôi hệ đoạn về đang chỉ trích bằng lại dật lê là anh lọc cái gì là lùm bọc như ca ngạc ca bù lê ô. Nên bọc như này là anh ca ngạc đồng. Tôi đã buộc xem lặng, bộ mò buộc lại từ ngã, càng tệ hơn, lo tứng ở một nịp nắp, lại xuân ngăn trong nội bộ của nhớ, trong đấu đạo với nhau. Về công chức, về đồng tiền, về quyền lực, ngân một vài. Dưa cất cơ mày càng rõ viên lần, dưa mày thâu đáng cộng sản Việt Nam lại nhô không bỏ sót một ai, lại tham nhũng, lại quyền lực, lại bất ngã cho tới chấp phủ. Nó này bố lại ra này, nguyên phố trọng khoa như vậy, thâu mà thảm ác bình tham nhũng, tham ô lấy giả ra này. Chính sự cái ống Tô Lâm. Nói mong Tô Lâm dạ là những bà đang hụi mãi có trả lời Tô Lâm dạ là lại dựa đặt Tô Lâm thâu bí bảng lệ buộc là phải hại cái Tô Lâm đúng không? Bố Tô Lâm những bằng chân nhiều căn tử nó buộc những chia cạp hạ vũ thì bắt đặt vũ này là tướng trong nó đậu đại trong nó bộ cái nhiều lần nữa bởi ngã đặt ra nhủ càng chọc tập cho lệ tưng hay này lại chính ông Tô Lâm á rê dạ vọt tôi hắn mình phút trọng nút tổ tiếp là vợ có nhiều chẳng chế đuôi xong vợ như là ngã cao bực kèo hiểm vạn lọc có nhiều gì là nhiều gì này nhá bình thăm nhúng bình xuân ngàn lưu bình đọc trong bộ đảng như học mạc mày làm nhá dù nên là lấy tươm càng tương vợ có thể lấy xuân ngàn đúng không dạ này như tươm tôi lầm lấy trong móm nước con ở giặt con đứng đang tôi nhú bực ngã đang tôi nhú tôi lầm đúng không hội mời đoạn vị bởi dự và hẹp cả bực cạn xem lặng tôi lầm là ngã lại màu lao thun pa thun lần cái to lầm là như rung á mò trong nội bộ của những ngã đất nhiều nó mới vệ mượn là nhiệt lệ này bình luận nó đẹp quá người kế nhiệm Đường Hoàng rồi được bầu lên làm Tổng Bí thư rồi ông có thể ra đi nhưng cho đến bây giờ tất cả những người ông đã gầy dựng đã định hướng để được đưa lên thì cuối cùng cũng bị kỷ luật và ra về và chính cá nhân ông ấy thì ra đi vào trong lúc là đang ê bố là cờ ta lại tươm là nhiều việc càng phóng minh càng tươm dạ bọ lên nên những bạn nào hay kỷ luật bật đặt lùi để hiệp loạn bộ mọi dạng loạn cái chính loạn đây là lấy quyền lực này quyền lực chính phủ tham nhũng chẳng thấy nhủ mang đến quyền lực lấy bộ một quyền lực là độ ta hay biển lần sát biển lần về vườn kia tập năng của họ là sau tương lai sau này là sau đi vương đình huệ này lưu bình nhưỡng này buổi tương sự dạng loạn chứ nhiều bè nhau lười đi nhiều tương trong trụ cốt chẳng thấy nhủ được chứ là đây này hay này nhà học mạng tam nhất cái ta lấy phụ trọng gì nên mình đặt đạo vi vi xem rằng dạ đang còn cầm quyền và tất cả mọi sự đang còn giang dở trước một cái đại hội của Đảng Cộng sản. Thứ hai nữa là về cái công tác phòng chống tham nhũng của ông ấy, gọi là cái công cuộc đốt lò của ông ấy, thì thực tế là ông đã mở ra một cái hộp gọi là Pandora Box và bây giờ ấy, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy cái công cuộc đốt lò này có thể diễn tiến mãi mãi không ngừng và bất cứ ai cũng có thể bị đem ra kỷ luật và cách chức hoặc là bị truy tố xét xử nhưng không phải là cái điều đó nó lại làm cho việc tham nhũng nó giảm đi mà chẳng qua đây người ta đang sử dụng nó như một cái công cụ như một cái phương tiện để hạ bệ lẫn nhau tấn công lẫn nhau giữa các phe phái. Ông Trọng cũng được nhớ tới với chủ thuyết ngoại giao cây tre giúp Việt Nam lèo lái linh hoạt những lợi ích của mình giữa những căng thẳng địa chính trị tăng. Sẽ đó là nhé, ta lại đã bộ hình là phê phái đầu đạo với nhau. Do cất nhiều phê phái đã bộ các lạc thầu bình yên đầu đạo là đấy. Chính nhớ đã bộ bình yên thầu các lạc bộ xòa án ta lại có chức có quyền lợi dụng
quyền lực lấy áp đặt về tới lấy mạ lật lá dưa hàng lấy đặt từ chỗ phố với ngã đặt từ phố thì kỳ hạ này bằng phạt đi tôi có mày xem lặng mày lại chun cả thầu phía nhà mông đi vào nắp cái tổ lâm dạ bộ nhiều một tồn tại sủi dưa gật kế thu cho là mông nguyên phố trọng để trở lại quê thú nhu nguyên phố trọng như gì như cái nhầm sự đấy ông tổ lâm nên tổ lâm là tương lai cái nhiều bài cao bật thầu ông sẽ nhiệt độ bởi kề lơ ra đây một vạn năm bốn mét của nhóm ác lèm nuôi tình cả thật sun ngăn nhà học ác bỏ ngăn mai tâm ông tổ lâm là nhóm ác mông ác gật nhiều thì nằm chức tầm quyền nhiều thì nhẹ xăm mặn nôn nhố sai lầm rất lớn của phật cái nguyên phó trọng gì này nhiều bố mình như tuy ngạo vì bằng những bắt thao kia đâu bắt lòn là nhiều bố ấy gì mà nên nạp chưa gặp nhiều kẻ thù như lù bố mắt kẻ thù có ta lấy thâm nhường thâm ô trong nước Việt Nam đáng con dân trong nơi bộ cái nhìn lắm sẽ đó mà lại cho nước dòng thầy bồn sang khắp yên trên nhiều phí lý chiếc là dịch lê à bố lại gặp lại đoạn viên biện cơ ta lấy này một lịch mồm đã đứng lấy lại chuẩn biện lúc nào đang có sản Việt Nam như rung lên tận nặng đây nhường với ngạc đặc thật cho bố luôn đi có lại cái gì đó thì phụ đi buồn sang khắp yên.